nhiều người cua như kiểu cá mập ấy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Liều và hôm nay mình sẽ lại chia sẻ với các bạn một cung đường phượt rất là đẹp và dễ đi, chính là cung ven biển đẹp nhất Việt Nam. Mà bản thân tôi thấy thì biển Việt Nam từ Đà Nẵng trở vào là rất là đẹp rồi. Tuy nhiên thì cái cung đẹp nhất ấy, thì nó sẽ là cung từ Quy Nhơn trở vào đến Vũng Tàu. Tuy nhiên thì từ Quy Nhơn và Vũng Tàu đến Sài Gòn là khoảng 700 cây. Chúng ta không có thời gian để đi hết được. Tôi sẽ review lại cho các bạn cái đoạn từ Nha Trang tới Vũng Tàu. Tôi đã di chuyển trong 3 ngày. Nha Trang và Vũng Tàu bạn sẽ đi qua các thành phố là Cam Ranh, Phan Rang và Phan Thiết, các cái địa danh phổ biến mà dân phượt thường hay nhắc đến. Mũi Dinh này, Bầu Trắng, Mũi Né, Kê Gà, Nhà Di. 6 giờ chiều ngày hôm trước thì bọn tớ đã tới thành phố Nha Trang và đã được đón bằng một cơn mưa rất lớn, tất cả đều bị ướt, có cả cổ vồng. Thank you.
phố lúc đấy mấy thằng cũng phi vào tận núi Dinh, nó có khoảng 500 mét đường cát núi thôi, còn ngoài kia khoảng chục cây là toàn đường cát mưa, cường thì có vẻ mệt. Mình với lại Khánh thì vẫn tung tăng ra biển đi bắt còng luôn. Liên tục check các mũi, các hải đăng ha. Ôi kinh thật. Mày ạ. Mũi người xuống bẹt thật lẹt luôn. Ôi trên này gió. Trên này gió còn kinh nữa. Rồi. Được rồi. Đi ra ngoài. Cường đã sẵn sàng chưa? Gió bay chim này. Sẵn sàng chưa? Nghe tiếng gió chưa? Rồi. Bay chim này. Trên đây là cái đèn. Lần đầu tiên được lên cái đèn nhưng cũng không có gì đó. Bay chim này. Chờ nghĩ lại. Yeah. Wow. 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 Cứu cứu. Wow. 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 À, khi leo lên trên chỗ ngọn hải đăng ấy, ở Mũi Dinh ấy, thì bọn tớ gặp một chú đàn châm coi ở đấy. Thì bọn tớ đã tặng cho chú ấy một bao gạo. Đùa đấy. Đấy là chú ấy cho bọn tớ, thấy bọn tớ có nồi nấu cơm nên là chú ấy cho gạo để mang theo. Chưa khô, Nam tinh đứng dậy nhưng lại ngồi, và Nam lại ngồi khóc, ngồi khóc, ngồi khóc cho thêm vui cuộc đời, và Nam ngồi ha. Chuyến đi tới Mũi Dinh thì là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Tối hôm đấy bọn tớ còn gặp một con rùa ở biển rất là to. Tuy nhiên thì niềm vui không nhân đôi khi mà xe của Khánh bị hỏng. Tớ phải lấy con xe của mình, xe yếu nhất, kéo xe nó qua đèo. Thằng Nam ngồi góc thu lù một mình, say rượu vang, say cuộc tình. Thằng Nam ngồi góc thu lù một mình, không cần ăn, không cần đầm. Mỗi khi Nam muốn đi chơi cầu trượt, rồi tự mình Nam xây dựng
đến ước mơ. Nhưng nay Nam muốn chết thêm vài lần. Nam khóc một mình hỏi trong nhân gian ai làm Nam đau. Nam khóc ba lần trong ngày rồi và Nam lại ngồi khóc. Tối ngày thứ hai thì bọn tớ lại ngủ trong nhà nghỉ ở thành phố Phan Thiết. Quần áo, đồ đạc bẩn hết, toàn cát, nên lại mưa, lại pin cũng hết. Tớ thì rất khoái mấy cái vụ cắm trại, nấu nướng ngoài trời với mũi kê gà để có thể cắm trại ngủ ở đấy tiếp. Và một lần nữa những cơn mưa lại tới. Mưa rất là lớn luôn. Là hôm đấy thì nói chung là chả chơi được cái gì cả. Thế thế là chạy cố về Vũng Tàu nghỉ luôn. Nói chung là chắc chắn là sau này tớ sẽ lại đi lại cái cung này cho vào, không vào mùa mưa nữa cho đỡ khổ. Trong lúc đi thì cũng cãi nhau. Chính xác thì không phải cãi nhau mà gọi là tức nhau, chỉ vì thời tiết nó tệ quá, rồi lịch trình thì lại không chuẩn bị kỹ nữa, rồi ba thằng này không có một ông nào một leader rõ ràng cả, toàn là cứ mạnh vào máy chạy thôi. Sau tất cả thì chuyến đi này một kỷ niệm nhớ mãi, tại vì ba thằng đã hứa hẹn với nhau suốt từ hồi đại học rồi.